Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với story tóm tắt novel Mushoku Tensei trên Anime Wiki, nối tiếp những diễn biến về phần ngoại truyện của Ash và Aisa. Vậy là sau hơn 1 năm bỏ trốn, Aisa đã mang thai. Hiện giờ khi đối diện với Rudy thì những suy nghĩ nội tâm của con bé bắt đầu hiện ra. Aisa Greyrat từ khi sinh ra đã là một thiên tài kiệt xuất. Cô bé có thể hiểu được ngôn ngữ trong những ngày đầu tiên lọt lòng, học 1 biết 100, thấm hút mọi kiến thức vào trong đầu cứ như máy siêu thấm hút. Khi thảm họa dịch chuyển xảy ra, Aisa và Lilia bị đưa tới Siron rồi bị giam bởi Pass với tội danh cấu kết với Rosie. Sau đó hai mẹ con họ phải làm hầu nữ cho hắn ta. Aisa lúc này còn rất bé nhưng đã làm việc trơn tru đầu ra đấy. Thậm chí những người hầu khác cũng phải trầm trồ rồi thay đổi cách nhìn sẵn cho mẹ con họ. Thế là Aisa lại có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm. Chủ yếu cô bé được dạy những điều hay ý đẹp, cách đối nhân xử thế hay cách để bày tỏ lòng biết ơn với người khác. Nhờ vậy mà Aisa đã trở thành bậc thầy ngoại giao từ khi còn nhỏ. Và con bé thấy thế giới này thật đơn giản thì có thể sao chép những thứ dù cho khó thế nào đi chăng nữa. Trong trường hợp không sao chép được thì Aisa sẽ học hỏi và chỉ cần được dạy một lần là quá đủ rồi. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Theo thời gian ngắn, cô bé nhận ra mọi người xung quanh đều kém cỏi hơn mình rất nhiều. Những người hầu đã dạy cho Aisa kiến thức này nọ, nhưng không ai trong số họ thật sự hiểu rõ về những gì mình đã dạy. Nó giống như nắm giữ kiến thức nhưng lại không biết cách ứng dụng và thực tế vậy. Aisa rất hiếm khi gặp những người bạn cùng trang lứa, nhưng mỗi lần gặp thì con bé chỉ nói lũ trẻ trâu đó đều thiếu hụt kiến thức lẫn trí thức. Trong khoảng thời gian bị Park giam giữ, Aisa đã rất bi quan về tương lai của mình. Mất đi sự tự do chỉ là một phần khiến Aisa như vậy, phần còn lại liên quan đến việc kế thừa vai trò người hầu của nhà Greyrat từ mẹ Lilia. Bà ấy luôn mặc định Aisa sẽ phục vụ cho Rudeus Greyrat, một người mà con bé chẳng nhớ là ai ngoài những lời kể về cái sở thích chơi quần lót nữ. Thật đáng kinh tởm làm sao. Nhưng nếu được chọn thì con bé thà phục vụ cho người anh trai lão hoắc kia còn hơn bị nhốt trong chiếc lồng của Pass, vì hắn cũng là một kẻ cực kỳ kinh tởm hơn Rudeus nhiều. Thế là Aisa cố tìm cách thoát ra ngoài cho đến khi Rudeus xuất hiện và ghi dấu ấn cực kỳ sâu đậm trong lòng con bé. Từ hôm đó, người anh trai lâu năm không gặp đã trở thành một tồn tại vô cùng đặc biệt với Aisa. Đối với con bé, Rudeus là một người rất vĩ đại. Anh ấy luôn vượt qua tất cả và làm được những việc người bình thường không tài nào dám nghĩ tới. Ngay cả thiên tài như Aisa cũng không sánh kịp. Pháp thuật thì uyên thâm, phong thái đường hoàng và anh ấy còn có những đồng minh vô cùng hùng mạnh. Thế nhưng chưa lần nào Rudeus tỏ ra tự phụ. Thay vào đó, anh ấy luôn nhìn mọi thứ một cách rất khách quan và khéo léo. Những điều này khiến ấn tượng xấu về Rudy phai sạch sành sanh trong mắt Aisa. Rồi cô bé nghĩ, phục tùng một người anh trai như vậy cũng không đến nỗi quá tệ ha. Kể cả sở thích chơi đồ lót nữ đi nữa thì cũng không có gì đáng nói ở đây cả. Đối với Aisa, Rudy như một hoàng tử đến cứu công chúa. Và công chúa tất nhiên đã đổ đứa hoàng tử luôn rồi. Vì thế, con bé không chỉ chấp nhận làm người hầu mà còn muốn sinh cho Rudy một đứa con. Đối với Aisa thì cuộc sống chỉ cần có như vậy. Sau này Rudy đã trả lương cho con bé. Aisa đã dùng đồng tiền ít ỏi đó làm đủ thứ như mua chậu cây, váy áo nữ hay những sở thích nhỏ nhoi khác của mình. Những điều đó càng khiến con bé hài lòng với công việc và cuộc sống của mình. Aisa từng nghĩ, được làm việc cho một người đáng kính, được trả công và được tự do, như vậy chẳng phải là quá đủ rồi sao? Dù vậy, thế giới quan của con bé vẫn không thay đổi quá nhiều. Trong mắt Aisa thì ngoài Rudy ra, tất cả những người còn lại đều ngu ngốc. Con bé coi thường họ, coi thường cái cách họ than phiền khi đối mặt với vấn đề nào đó mà không chịu động não tìm cách giải quyết. Thật chẳng giống Rudeus. Đúng vậy, Rudeus chính là thần tượng, là tấm gương vĩ đại Aisa muốn noi theo. Nhưng đó chắc chắn không phải là tình yêu đôi lứa, chỉ đơn giản là yêu thích mà thôi. Vì được sinh ra trong thân phận con ngoài giáo thú với Paul nên từ nhỏ Aisa đã ý thức được vị trí của mình. Cũng bởi vậy, con bé không muốn thua non trong mọi lĩnh vực và rất ghét thất bại. Ghét thất bại thì quá tốt rồi, vì nó sẽ mang đến cho ta động lực vượt qua vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Nhưng Aisa đã phát triển cái trình của mình lên đến tầm vũ trụ theo kiểu, khi thất bại thì em ấy sẽ tìm cách khắc phục nó nhanh nhất có thể, hoặc là chỉ cần đổ thừa cho ai đó một cách nhanh nhất. Từ đó Aisa dần trở thành một người rất khó tính và giỏi phán xét người khác. Điều này đã giúp em ấy chọn lọc được rất nhiều nhân tài, nhưng cũng vô tình khiến Aisa có rất ít bạn thân hoặc những người gần gũi với mình. Vậy nên dù hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều người trong binh đoàn đánh thuê, nhưng Aisa chưa bao giờ có bạn trai. Thậm chí con bé còn không biết yêu rốt cuộc là gì. Cần gì yêu, cứ sống một cuộc đời hầu nữ thôi là đủ rồi, nhỉ? Aisa từng nghĩ thế, nhưng đời không như là mơ, tình không như là thơ. Cho đến một ngày, Aisa gặp bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời, đó là sự ra đời của Ash Greyrat. Khi ấy, dù đã có khá kinh nghiệm đỡ đẻ cho mấy bà vợ của Rudy, nhưng lúc bé Ash trên tay, Aisa cảm thấy có gì đó lạ lắm, kiểu như lồng ngực rất vui sướng, một niềm hạnh phúc mà trước kia chưa bao giờ có. Đêm đó, Aisa không thể ngủ khi nhớ lại cảm giác ôm Ash trong lòng mình. Con bé tự hỏi tại sao lại như vậy. Có phải lần đầu bé trẻ con đâu, vì trước Ash là Lucy và Lara cơ mà, hay vì thằng bé là con trai nên mới mang đến cảm giác đặc biệt đó. Thế là từ hôm đó trở đi, Aisa rất mong chờ buổi đêm qua nhanh để sáng mai được gặp lại Ash, được nghe tiếng khóc của thằng bé và được bế nó trong vòng tay của mình. Con bé gác lại toàn bộ công việc chỉ để thời gian chăm sóc cho Ash. Khi ai đó hỏi thì Aisa luôn trả lời rằng em đang chăm sóc cho Ash. Thời gian qua đi, Ash cũng dần lớn cho đến khi Aisa gặp thêm một bước ngoặt cuộc đời nữa, đó là đám cưới của non.
Ngày hôm ấy, Non và Dujek chính thức đính hôn. Buổi lễ diễn ra nằm ngoài sức tưởng tượng của Aisa khi hai người họ cách biệt quá nhiều về tuổi tác và chủng tộc. Nhưng Non từng nói đã thích Dujek từ rất lâu về trước. Non yêu anh ấy. Aisa thì không thể hiểu được yêu rốt cuộc là gì. Con bé thậm chí chưa bao giờ nghĩ về chuyện cưới xin hay sinh con gì luôn. Nếu Rudy muốn cưới thì con bé sẽ không từ chối vì đó là bổn phận của hầu nữ. Nhưng yêu, Aisa không hề có cảm giác như vậy với cậu. Trong hôn lễ, Aisa đã hỏi Non yêu là gì. Đáp lại là một cái nhìn đầy vẻ kinh ngạc của Non. Kiểu như con bé không thể tin thiên tài như Aisa mà không biết yêu sao. Chính thái độ đó của Non đã khiến Aisa cảm thấy mình thất bại cay đắng. Từ nhỏ Aisa đã không thích Non vì cái tính hay nhõng nhẽo, thiên về cảm xúc hơn lý trí và thường đưa ra những yêu cầu ích kỷ. Ủa, tại sao chị ấy không lo cái cuốc để có nó mà cứ đòi hỏi người khác? Trong mắt Aisa, Non chỉ là một con ngốc không hơn không kém. Sao chị không thể hiểu cơ chứ? Đó là câu cửa miệng Aisa thường nói với Non từ khi hai người tái ngộ với nhau ở Milis. Nhưng đã lâu rồi, Aisa không nhắc lại câu đó vì Non giờ đã trưởng thành lên rất nhiều. Cho đến hôm nay thì Aisa nhận ra mình đã thất bại trước Non. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời con bé thừa nhận thua trước người chị của mình. Non mặc dù không giỏi như Rudius nhưng cũng gần bằng thằng anh của mình rồi. Chị ấy đã học được rất nhiều thứ như ma thuật, kiếm thuật và vô số những kiến thức khác ở trường. Non còn là hội trưởng hội học sinh được rất nhiều người ngưỡng mộ và đã biết cách không để cảm xúc chi phối các quyết định của mình. Nhưng những cái đó không quan trọng lắm vì Aisa tin rằng biết nhiều, học nhiều chưa chắc đã ứng dụng ra thực tế. Điều khiến con bé phải thừa nhận thất bại trước Non là vì Non biết yêu và đã cưới chồng. Trong khi Aisa thì sao, chưa một mảnh tình vắt vai, thậm chí còn chẳng hiểu ý nghĩa của tình yêu là gì. Kèo này Aisa thua nhưng ổn thôi, vì em ấy thấy cuộc sống đã đủ hạnh phúc rồi. Sau chuyện đó, Aisa trở lại công việc của mình với tư tưởng cần gì phải yêu ai. Cho dù Lucy, Lara hay Ash kết hôn, cho dù mẹ Lilia và mẹ Janice mất so tuổi ra, mình vẫn cứ là hầu nữ thôi. Như vậy liệu có ổn không nhỉ? Tất nhiên là không ổn rồi vì vào một ngày nọ, Ash đã tỏ tình với Aisa. Em muốn cưới chị. Thế đấy, một câu nói bâng quơ từ một thằng nhóc trẻ trâu nhưng đủ để Aisa rung động. Đến tận lúc này em ấy mới hiểu cảm xúc bấy lâu nay dành cho Ash. Có lẽ nó chính là tình yêu. Đúng nhỉ, Aisa luôn xem Ash là đứa trẻ rất đặc biệt. Dù thằng bé thất bại thảm hại như thế nào đi nữa, nhưng Aisa chưa bao giờ coi thường Ash. Tất nhiên em ấy cũng không coi thường mấy đứa nhóc nhà Gregrat, nhưng riêng Ash thì khác biệt hoàn toàn. Kiểu khi thằng bé thất bại thì sự đánh giá của Aisa không hề thuyên giảm, nhưng khi thằng bé thành công thì nó lại tăng lên gấp bội. Chơi thế thì ai chơi lại. Và rồi Aisa rơi vào mối quan hệ với Ash. Hai đứa bỏ bê hết việc học việc làm để đi chơi với nhau, thậm chí còn tiến tới chuyện người lớn cho đến khi Rudy phát hiện. Aisa hiểu Rudy nhất định sẽ phản đối vì anh ấy ghét mối quan hệ cận huyết, nhưng con bé không ngờ được hôm đó cậu cấm đoán nó quyết liệt đến như vậy. Ánh mắt Rudy dành cho Aisa lúc ấy cứ như thể đang nhìn kẻ thù. Nó khiến Aisa cực kỳ đau buồn. Con bé cố gắng hỏi lý do vì sao Rudy lại cấm, nhưng cậu chỉ đơn giản trả lời là chỉ vì anh không thích. Điều này càng khiến Aisa bị sốc và trở về phòng với vết thương chí mạng ở ngực. Aisa hiểu nếu cứ ở bên Oz thì tương lai hai đứa chỉ là một màu u ám. Nhưng nếu rời xa thằng bé liệu có phải hối hận cả đời vì có thể Aisa sẽ cô đơn mãi mãi. Đứng giữa hai sự lựa chọn, một bên là gia tộc và gia đình, một bên là Oz. Aisa không biết nên chọn ai. Và cuối cùng con bé chọn cách đưa Oz chạy trốn. Ngày hôm đó Aisa lập một kế hoạch cực kỳ chi tiết rồi rời đi ngay trong đêm. Con bé lan truyền thông tin giả để đánh lạc hướng Rudy rồi dịch chuyển tới thẳng vương đô Azura. Từ Azura, hai người lại dịch chuyển đến vương quốc Vương Long. Tại đây, Aisa liên hệ với một tùy tùng của Perochet để yêu cầu ông ấy không nhiệt tình giúp Rudy tìm con bé trong tương lai, và Perochet đã đồng ý. Sau đó, hai đứa lẻn vào một chi nhánh của tập đoàn đánh thuê tại vương quốc Vương Long rồi dịch chuyển trở về văn phòng của Austin. Cuối cùng thì lại dịch chuyển tới thánh quốc Milis, rồi hai đứa thẳng tiến tới một ngôi làng vô danh tiểu tốt không có trên bản đồ, thay đổi danh tính thân phận để bắt đầu một cuộc sống mới. Aisa vẫn liên tục thu thập tin tức từ khắp nơi và phao các tin đồn thất thiệt ra bên ngoài. Quả là một kế hoạch hoàn hảo để biến mất khỏi giang hồ. Thế nhưng em ấy đã tự hỏi, dắt đứa con cả của anh trai đi bụi, liệu mình đã thực sự hạnh phúc chưa? Câu trả lời là chưa, vì cả Aisa lẫn Ash đều không còn tươi cười hồn nhiên như ngày nào nữa. Đúng vậy, hai đứa có lẽ đã quyết định quá vội vàng. Chính xác hơn là Aisa đã quyết định quá vội vàng vì Ash vẫn cần thời gian trưởng thành bên gia đình. Aisa hiểu đã thất bại trong phi vụ lần này nhưng đành lơ nó để mà sống. Rồi sau đó con bé mang thai nên không thể di chuyển linh hoạt để thu thập thêm thông tin. Kết quả là Rudy đã tìm ra tung tích hai đứa nó. Aisa tự hỏi liệu Rudius có tha thứ không? Chắc chắn sẽ là không rồi, vì cô dám bắt đứa con trai đầu lòng của người ta đi bụi mà. Trong khi Rudy lại là người coi gia đình quan trọng hơn hết thảy nữa. Aisa nhớ rất rõ ánh mắt hôm đó của Rudy, đó là ánh mắt dành cho kẻ thù. Thế nhưng có vẻ cô bé lại suy nghĩ sai một lần nữa rồi. Vì lúc này Rudy đang ngồi đây, ngay trên giường Aisa và bóp đôi chân thô cứng cho em ấy. Gia đình sẽ không từ bỏ chúng ta cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Hành động của cậu như thể đang muốn nói rõ chân lý đó. Onicha này, anh sẽ chia tách em khỏi Ash. Ama, anh định giết em nữa phải không? Sao anh có thể làm được vậy hả? Dừng lại đi, tại sao em cứ cố tưởng tượng mấy thứ kinh khủng như vậy? Anh trai của em khốn nạn như thế ư? Rudy cũng không ngờ trong mắt đứa em gái bé bỏng năm nào cậu lại đáng sợ như vậy.
Nếu phải nói thì vụ lần này chỉ đơn giản là chuyện anh em trong gia đình cãi nhau. Aisa và Ash chọn cách bỏ nhà là sai, nhưng Rudy cũng có lỗi khi đã hành động quá gia trưởng. Nhìn vào đôi chân thô cứng của Aisa mà cậu thấy thương con bé quá. Suốt thời gian qua, con bé hẳn đã băng qua biết bao nhiêu chặng đường khó khăn rồi. Da hơi thô ráp, đôi mắt thâm quầng và cơ thể đang không ngừng run rẩy. Aisa mà Rudy từng biết đã thành ra như vậy chỉ sau hơn một năm thôi sao? Em biết không, anh từng nghe một câu chuyện về một người đàn ông đã chụp lén ảnh đứa cháu của mình đấy. Rồi người đó bị anh trai của mình đấm cho không trượt phát nào. Bằng đôi mắt đầy hoài niệm, Rudy kể cho Aisa nghe về quá khứ của mình. Nhưng cậu đột nhiên im bặt vì Aisa nói rằng nó có phải là chuyện về thế giới trước đây của Onisama không? Nghe vậy cậu ngừng cả bóp chân luôn. Ảo thật đấy, làm thế nào mà Aisa biết được việc đó? Càng bất ngờ hơn khi Aisa nói con bé đã kết luận điều đó khi hóng hớt các cuộc nói chuyện của Rudy với Nanoshi cũng như những hành động của cậu với Austin. Phải rồi, hồi xưa Nanoshi từng đến nhà Rudy rồi ngồi tâm sự gần như xuyên đêm về thế giới trước đây của họ mà. Cơ mà chuyện đó giờ không quan trọng nữa rồi. Rudy cũng vui vẻ kể cho Aisa rằng mình ở kiếp trước là người như thế nào. Khốn nạn, rác rưởi, tự kỷ, ngu dốt, hàng loạt những từ ngữ phát ra sự kinh tởm đều được sử dụng hết. 34 năm chỉ để thở. Nói như vậy không có nghĩa Rudy muốn xóa nhòa những ký ức đen tối đó. Ngược lại cậu rất biết ơn vì nhờ nó mà cậu biết trân trọng cuộc sống sau khi chuyển sinh hơn. Thất bại để rồi thành công. Nhưng Aisa thì khác. Con bé là thiên tài luôn giỏi trong mọi việc, nhưng khi rủ Ad chạy trốn thì lại thất bại. Con bé đã không thể xây dựng được một gia đình với thằng bé ở đây. Rudy cảm thấy Aisa đã từ bỏ đấu tranh và muốn trở về nhà rồi. Vậy giờ có hai điều anh muốn hỏi. Một là em có nhận được liên lạc của Hitogami hay không? Đúng vậy, đây là điều quan trọng nhất Rudy cần xác nhận. Cậu có cảm giác Hitogami sẽ nhân cơ hội Aisa mang thai để can thiệp vào con bé. Nhất định là do hắn ta xúi giục hai đứa bỏ trốn rồi. Nếu vậy Rudy sẽ mừng lắm vì mọi tội lỗi thuộc về Hitogami hết rồi. Thế nhưng đáng tiếc, đó hoàn toàn là do em nghĩ ra thôi ạ. Ừ thì thanh niên biết thừa Hitogami đâu có rảnh đi xúi hai đứa nhóc bỏ nhà đi làm gì. Chỉ là Rudy cố đổi thừa cho hắn để không phải trách phạt gì Aisa với Ash thôi. Vậy em có đang hạnh phúc không? Nghe thế, Aisa nhìn xuống rồi mím chặt miệng và gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc. Vậy nếu anh không tìm tới, thì liệu em vẫn sẽ hạnh phúc chứ? Rudy đã hỏi đến câu thứ 3 luôn rồi, nhưng Aisa thì vẫn đáp lại bằng cái lắc đầu. Từ khi bỏ trốn, Ash đã mất đi rất nhiều cảm xúc và chỉ ở bên cạnh Aisa giống như một con rối vậy. Kiểu thằng bé yêu nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để yêu. Ok, chuyện đến đây là được rồi. Rudy nhìn lên trần nhà một lúc rồi bắt đầu đưa ra quyết định của mình. Trước tiên anh muốn chúc phúc cho em và Ash, nhưng sau đó thì... Rồi khuôn mặt của Aisa đi đủ 52 sắc thái khi nghe Rudy đưa ra biện pháp xử lý. Theo đó cậu chúc phúc nhưng không hề chấp nhận mối quan hệ này của hai đứa. Sở dĩ Rudy có thể ngồi đây bình tĩnh nói chuyện là vì cậu hiểu cảm xúc của Aisa nên đã gạt cảm xúc của bản thân mình sang một bên vì em ấy. Về phần Ash, thằng nhóc còn trẻ, dù đã trưởng thành hơn rất nhiều trong suốt một năm qua nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Vậy nên Ash phải tiếp tục theo học cho đến khi đủ tuổi trưởng thành thì Rudy sẽ để nó muốn cưới Aisa hay mấy chục Aisa cũng được. Về phần nối dõi thì nhà Greyrat không có quy tắc con trai cả phải gánh chịu trách nhiệm này. Vậy nên thích thì Lucy nối dõi, hoặc nếu Ash muốn thì cứ dùng Aisa nối dõi. Nếu em nghĩ mình là hầu gái nên không thể làm vợ nối dõi thì anh sẽ sa thải đó. Em sẽ phải về hưu vì lý do kết hôn đấy. Nghe vậy Aisa bật cười hạnh phúc và cái nụ cười đó cứ như thế kết thúc cái drama giải tập bỏ nhà đi của hai đứa. Khi nhìn thấy cái bụng phồng to của Aisa thì Lilia đã ngã lăn quay ra đất. Bà ấy không ngất đi mà đã khuỵu hẳn xuống sàn nhà. Rồi bà đứng dậy đi vào trong bếp và vác một con dao to tổ chảng quay lại. Rudy vội chạy tới ngăn cản rồi giật lấy con dao trong khi Lilia gào lên thảm thiết đòi xử lý Aisa. Rồi cậu giải thích chuyện xảy ra sau khi Aisa bỏ trốn về chuyện cậu đã chấp nhận mối quan hệ của hai đứa chúng nó. Sau khi nghe xong thì Lilia cũng bình tĩnh lại và kiệt sức chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy cô ấy lại than trách bản thân khi không trông nom Aisa tử tế. Tất cả những gì mà tôi nghĩ trong năm vừa qua đó là giá như tôi không sinh ra nó thì hơn. Tất nhiên Lilia đã không bao giờ nói câu đó với Aisa vì Janet có vẻ đã xúc tác để bà ấy suy nghĩ thoáng hơn. Lúc này Janet cũng đang ngồi trong phòng Lilia với khuôn mặt vô hồn như ngày nào. Thế là Rudy tiếp tục phản đáp lại rằng Lilia sai rồi. Aisa chỉ đơn thuần nảy sinh tình cảm với cậu chủ của mình. Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn vậy. Khi Lilia có vẻ bình tĩnh lại thì Rudy mới gọi Aisa và Ash vào phòng. Nãy giờ hai đứa nó đang bị đám trẻ trong nhà vây quanh hỏi này hỏi nọ không ngớt. Rồi Rudy yêu cầu Ash phải nói chuyện rõ với Lilia vì bà ấy vẫn nghĩ Aisa là người sai, kiểu phải hứa với mẹ vợ là chăm sóc vợ ngon lành cánh đào vào. Còn Aisa, hãy tâm sự với bà ấy. Hãy nói tất cả những gì mà em đã nói với anh vào cái lúc em bỏ nhà ra đi ấy. Đừng có im lặng hay nói dối để đánh trống lảng cuộc nói chuyện. Kể cả dù cho Lilia có tức giận ra sao, kể cả nếu bà ấy có trở nên kích động thế nào đi nữa, thì hãy chịu đựng. Nói rồi Rudy rời khỏi phòng. Ở bên ngoài cậu có thể nghe thấy tiếng Lilia hét ầm lên, nhưng rồi dần dần cuộc trò chuyện diễn ra rất yên tĩnh. Ba người đàm đạo tầm 5-6 tiếng gì đó thì mới đi ra. Cuối cùng Lilia rời khỏi phòng với dáng vẻ kiệt sức, nhưng có vẻ bà ấy đã chấp nhận mối quan hệ này. Rồi sau đó Aisa và Ash đã xin lỗi tất cả các thành viên trong gia đình. Tất nhiên mọi người đều thấu hiểu, ngoại trừ Lucy đã lườm Ash tức tối, còn Non thì mắng mỏ Aisa không thương tiếc.
Cả nhà cùng thống nhất mức phạt dành cho Aisa là tách rời khỏi As cho đến khi thằng bé trưởng thành và bị tước đi tên họ của dòng tộc Rayrat. Hình phạt này là do con bé tự đề ra. Aisa còn yêu cầu bỏ đi khả năng sinh sản của mình vì đã phản bội, nhưng Rudy từ chối. Thay vào đó, sau khi sinh con thì Aisa sẽ phải đến nhập học vào Học viện Hoàng gia Azura. Con bé nói làm vậy để biết cách đồng cảm với những người xung quanh hơn. Em sẽ buông đứa bé dễ dàng thôi, Aisa đã nói như vậy, nhưng cá nhân Rudy thì nghĩ chuyện này sẽ không đơn giản như thế đâu, vì chẳng ai không đau buồn khi rời xa đứa con của mình mang nặng đẻ đau cả. Nhưng tại sao không để Aisa ở nhà chăm sóc đứa bé? Rudy cũng từng nghĩ như vậy, nhưng quả thực cần có hình phạt dành cho Aisa để con bé hiểu hành động của mình sẽ dẫn đến những hậu quả như thế nào. Còn As thì phải đến học viện sớm nhất có thể và tự kiểm điểm bản thân ở đó. Chừng nào cả As lẫn Aisa đủ chín chắn thì gia đình Rudy sẽ trao trả đứa con cho tụi nó. Ban đầu As cũng quyết liệt phản đối chuyện tách khỏi Aisa, nhưng khi nhìn vào quầng thâm dưới mắt em ấy, cộng thêm ăn một trận đòn từ Aris thì thằng bé đã đồng ý. Sau đó Rudy cũng công bố với mọi người là As đã đính hôn, còn Aisa thì đã kết hôn ở đâu đó khác rồi. Không có lý do gì để nói cái chuyện này ra ngoài vì làm vậy sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của lũ trẻ nhà Rayrat. Rồi Rudy mang As và Aisa đi thăm những người tham gia hành trình tìm kiếm để xin lỗi họ. Jonoba cười tươi hạnh phúc chúc mừng Rudy đã tìm được thứ quan trọng nhất của mình rồi. Còn Arian thì nói, vì cậu đã trục xuất Aisa nên tôi nhặt ẻm về có được không? Austin thì chỉ đơn giản gật đầu và trông vẫn đáng sợ như thường ngày. Trong khi đó Sando dường như đã tìm ra dấu vết của Kisirika nên định khoe với Rudy, nhưng giờ này thì cần làm gì nữa. Về phần Prelchot thì ông cũng cười cười chúc mừng Rudy, nhưng cậu thừa biết ông ta đã giúp Aisa chạy trốn, cậu định gô cổ ổng đem đến cho Austin luôn. Tập đoàn đánh thuê thì giờ nhìn Rudy cứ như nhìn Diêm Vương vậy, cậu cũng lắc đầu với đám vong ơn này. Rõ ràng mục đích ban đầu là mở rộng tầm ảnh hưởng của Austin ra khắp thế giới cơ mà, sao giờ chúng nó thành ra như đám phản động thế? Khi hỏi rõ thì Rudy mới biết, hồi xưa lúc tuyển chọn mọi người, Aisa đã nắm điểm yếu của họ để phòng gián điệp của Hitogami. Ai ngờ sau này em ấy lại dùng nó cho mục đích cá nhân của mình, chán chả muốn nói. Rồi sau khi chuyến đi tạ lỗi kết thúc thì Aisa cũng sinh em bé. Nó là con trai, đứa cháu nội đầu tiên của Rudy. Cậu đặt tên cho nó là Leroy Grayrat. Thằng bé trông thông minh lanh lợi như Aisa, nhưng đồng thời cũng mang trong mình một niềm đam mê mãnh liệt với ngực khủng như Oz. Ban đầu Rudy đề nghị đặt tên thằng bé theo tên của bố mẹ hoặc ông bà của nó, nhưng rồi Aisa cười trừ và nói rằng chỉ mình Rudy làm như vậy thôi à. Dù là đứa con đầu lòng nhưng Aisa chăm sóc nó rất chu đáo vì đã có nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó Rudy vẫn còn sốc vì cậu đã trở thành ông nội rồi sao? Áo nhỉ? Mọi người trong gia đình đều rất hạnh phúc vì sự ra đời của Leroy, đặc biệt là Lilia khi bà ấy quay ngoắt 180 độ sang cưng chiều thằng bé hết mực. Oz thì đang chăm chỉ học cách thay tã và rất háo hức để nuôi dạy một đứa trẻ. Thằng bé đã đi học trở lại rồi tập luyện vất vả hơn cùng Eris, rồi cũng làm việc chăm chỉ cả những mảng khác nữa. Một ngày nào đó thằng bé sẽ với tới được Aisa thôi. Hiện giờ Rudy bắt đầu thấy mình đã già rồi, vì mấy đứa con đều đến tuổi cặp kê hết trơn. Chẳng hạn như Lucy đang có mối quan hệ hẹn hò với Clyde, con trai của Cliff. Nhưng thằng bé chuẩn bị trở về Milis rồi. Hai đứa nó cũng hứa hẹn gì đó với nhau nhưng Rudy thừa hiểu, cuộc hẹn không giống như cuộc đời đâu. Nó sẽ xô đẩy khiến ta va vào ai đó để rồi quên lời hẹn ước mà thôi. Rudy cũng sợ mấy đứa con nhà mình nói gương As làm cha ở tuổi 12 nên cũng nhiều lần tìm cách phổ biến rõ ràng tư tưởng cho chúng. Và thế là vài tuần sau, đã đến lúc Aisa và As lên đường đi học. Con bé chuẩn bị hành trang y như dân phượt với cái ba lô vải, một bộ đồ du mục. Rồi Aisa ôm lấy Leroy trong nước mắt và chào tạm biệt mọi người. Sau đó thì Rudy cũng gọi ba bà vợ của mình vào phòng ngủ với lý do có chuyện rất quan trọng. Tưởng gì chứ hóa ra cậu kể cho họ nghe toàn bộ về kiếp trước của mình. Cũng đến lúc công khai mọi thứ để thấu hiểu nhau rồi nhỉ. 4 năm sau, Eris đã truyền lại cho As tuyệt kỹ Quang Chi Thái Đao. Thằng bé đã rèn luyện phái kiếm thần tới thánh cấp, thủy và hỏa ma pháp ở mức cao cấp. Thằng bé có thể dùng vô niệm ma pháp tới mức trung cấp. Đây là thằng chất lượng được Eris và Rudy chấm điểm 9 trên 10 so với tuổi 16 của thằng bé. Vào ngày lễ tốt nghiệp của As, Rudy hỏi thằng bé, con đã trở thành người lớn và có thể đứng bằng hai chân của mình chưa? Tâm lý lẫn sức khỏe đã đủ để bảo vệ Aisa chưa? As chỉ trả lời là không biết, nhưng nó vẫn yêu Aisa như ngày đầu và sẽ làm việc hết sức vì điều đó. Câu trả lời này đủ khiến Rudy hài lòng. Thế là sau đó thằng bé phi thẳng tới vương đô Azura để rước Aisa, người hiện đã tốt nghiệp và đang làm việc dưới trường Arien. Trong 4 năm vừa qua, Aisa cũng thay đổi tương đối. Em ấy có vẻ đã biết cách cảm thông với người khác và không còn chỉ nhìn vào điểm yếu của họ nữa. Đó là một bước tiến để hoàn thiện cho thiên tài Aisa. Nếu không có bê bối với Oz thì chắc con bé mãi là một hầu nữ ích kỷ mưu mô mà thôi. Hai đứa nó đã mua một căn nhà ở Saria rồi sống hạnh phúc cùng nhau tại đó. Chúng cũng duy trì một quan hệ đầm ấm thân thiết với cả nhà Rudy, kiểu thường hay ghé thăm chơi, nhưng lúc đó Aisa sẽ vùi mình vào việc nhà và chăm sóc vườn tược. Nhưng em ấy không còn mặc trên mình bộ đồ hầu gái nữa. Có vẻ Aisa sẽ không bao giờ mặc nó nữa rồi. Và cuối cùng thì Aisa Grayrat đã trở thành người trưởng thành. Video hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.